Nghe cái tim anh ok rồi. Hảo cô à. Yo ho, 等等 ，Hello， 兄弟们好，我是老黄，继续我们的口头禅老黄探店。今天呢，老黄又来到一家新的 barber shop， 它就是 GP barber shop。既然是新店，那老黄肯定是第一时间拍马赶到了。那今天这一家店呢，就在机场附近。之前有很多粉丝问老黄说，怎么这种 barber shop 都是在异郡的呀？每次下了飞机就想体验这个粤式帝皇洗头，但是要跑到异郡打车又久什么的。来，那今天呢，来到一家就在机场附近的，下了飞机直接就体验越南风情。话不多说，跟老黄开箱这一家新的 barber shop， let's go。Hello， 哇，我的天哪、啊，这一家店太顶了吧。Hello， 早安早安。你好，哇，你会说中文吗？我会说。哇，前台都是会说中文的。我今天想过来按摩，我先选套餐吧。大家可以看到哈，这个一个人的话就是两手服务嘛，啊，50万、60万、70万，对应的是60分钟、90分钟、120分钟。那我今天想体验一个 forehand 的，来都来了，对不对 ？forehand， 然后在这个90分钟的吧。好的。啊，然后安排个那个 VIP 房格，我喜欢比较隐私点，人格么的。那这个的话是新店嘛，第一次来，肯定我们是做就做足全套了，好不好？那我们就不用选了，做完。啊，我们这个前台小姐姐也特别好看的。哎，麻烦问一下，你中文在哪学的？我自学的。你自学的？我自学。哇，你自学中文这么好啊？哎，为什么你会想学中文呢？因为我喜欢听中文的歌。我喜欢听中文歌，我还以为你是喜欢中国男生才学的中文。没有。好，那就话不多说了，那就上去。哦，今天我可以选这两位按摩吗？因为他们都好好看的。哇，真的好可爱哎！那就今天你给我按摩好不好 ？OK， 走吧，别笑了，走吧走，就你们俩了，就他们俩了，还给我笑场，真的是好，非常感谢。那我上去体验了哈，好走。哇，今天这两位我们的按摩老师，这个身材是真的好。哎，你们两个去哪呀？这个宾客房哈，就可以在这边换这个拖鞋，然后这边还有这个储物柜什么的，挺不错的。哇，外面还有一个大露台哎。外面有个大露台，我觉得人肮脏啊，第三个大露台空该深嘞。好，我们跟小姐出去外面看一下这个大露台。好，哇，阳光明媚，秋高气爽的胡志明，真的，十月份的胡志明真的太舒服了，哇，哎，可以在这边，是吧？喝个水，跟妹子聊聊天啊，真的不错。哎呀。这两位小妹妹太会来事了，兄弟们，这家 GP barber shop 不能错过，好吧？那我们赶紧上去体验一下。OK， 快快，练练风的，滴练风的，马杀的，哦对，我马杀我难，嘴哦，滴 ，get 喏。哦，推荐吧。好，我们先换个拖鞋，换个拖鞋。好，还 M 了，新多呀，上马绒腿。几轮哈？应啦，应在过 ，M， 啊 ，OK， 练等没啊？等吧 ，OK， 在那放 VIP 轮，懂哈？啊 ，Baby， 还 M 在那声音前门，我们给空间啦，八位面台，听没有？好，挑 OK 吧？那今天我们这两位小妹妹一看就是又年轻，然后又是比较健谈，身材啊什么又很 OK。我相信他们的按摩技术也不会差到哪里去，好吧？对，走，我们去看一下自己的 VIP 房啊，看一下。哇哦，他们的 VIP 房非常的宽敞舒服哈，就像这样子，比方说你们是家庭过来，或者是四个兄弟，你就可以有这样子一个非常隐私的这个环境，不错，懂葛的哈。懂葛的，啊，换衣服啊？睇啲 entire 底轮啲嗰时度，啊？个衣服，哦，这呢段写年睇嘅得价过 e n 轮，推，安姐们做 high M Sam 推做呢啦推，噔噔，老黄把这个衣服换好了，他们这里的这个服装颜色啊，然后还有这个
风格啊，都是老黄蛮喜欢的这个哈。然后呢，今天最重要的是这两位按摩老师颜值是真的顶，身材是非常好，肯定要介绍给兄弟们认识一下，对不对 ？Andrazi Lucky Happy 哇，两个名字都非常的这个 so cute， 非常可爱，非常可爱。有其他朋友？下个礼拜空中开了吧？空开了手胎，那呢？对胆胎。有其他朋友？下个礼拜。万的体质掌控费开了胆胎，开了背。开了背。你应该拉过来，我们站台过来，我们站站啦，叫温娜姐，三没胆过来，杀腿。喂，给王哥呢？喂，给王多呢？我靠，最近这个金价很贵的，他戴这个这么粗的这个金链，我的天哪，把肉的。很贵。爱打坐呗，躺好打坐。妈妈。Hi Emma， 新多一轮，你们觉得他们像姐妹花吗，兄弟们？他们两个真的是蛮像姐妹花，姐。今天我们还可以体验到姐妹花的这个按摩，真的是 GP 吧，不是说第一天来就有这样子的这个惊喜，哇！做安啊，空人做干点了，快做干的，做安，做干的，做安。灯亮了，嘎！还要我选老黄成年人了，好吧？马萨，灯亮了，嘎！哦，这可以八斗，这可以八斗，搞个 mic， 得吐啊，唔做。那我们就正规的八宝成绩奖。哎呀！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 哎看到我哥，真的。我们提高准备来。哎，嗨 ，M 站长啦，哎呦，我没那么。懂个？懂。工钱没底了，做哪更偷？拉拉。我当拉啊。不没偷哥。đương nhiên rồi, đương nhiên rồi. Hai em luôn, hai em luôn. Làm hôm hay là làm? Làm một bữa đi. Ủa, còn ở kém được cả. Oh. Đau mà. Nó là sườn phê. Đặc biệt là xinh hay làm cho. Thank you.
tay anh còn nóng hơn đâu. Sao mà bị cảm? Gặp anh nó cảm á. Em sai anh. Là lỗi của anh, tối qua ngủ anh không tắt chăn cho em. Anh sai rồi, anh xin lỗi em chị. Anh thích dùng hành động để xin lỗi chứ không phải là nói bằng một. Tối nay anh sẽ tắt chăn cho em. Ôm em nữa. Đắp chăn ngoài mặt đi chỗ khác hả? Chăn của thịt người. Nhưng mà lại không được. Anh ta chăn cho em này thì là chỉ không có chăn này. Thì hai tay em. Tí nữa thì mong là chăn to hơn một tí. Chỗ là hai, ba người. Anh tham lam thế. Thế hai em mà vẫn độc thân thế là nghe nào? Đúng vậy. Chưa có người yêu luôn? Chưa có người yêu luôn. Có ai yêu đâu mà có. Đợi anh đến nè. Thế nói chung là hai em cũng cho em cùng một lúc yêu hai người luôn đúng không? Tham lam quá à? Đồ tham lỡ chị em tương tàn thì sao? Có chị em nào tương tàn không tham lam đâu. Tham lam. Hai em là chị em mà việc này hai em thảo thuận rất là dễ mà. Không được. Không được luôn. Không được. Trời ơi. Lỡ đâu anh chia ra. Phải chia ra. 2, 4, 6, 3, 5, 7 chủ nhật của cả hai thì chịu. Đồ tham lam. Anh cứ tưởng là hai chị em thì dễ tổng nhỉ. Hóa ra cũng phải chia ra. Anh chia rẽ tình chị em ta. Trời ơi. Anh quá trời rồi. Thế là nghe này đi. Thứ hai, thứ tư, chủ nhật là của em này. Xong rồi thứ ba, thứ năm, thứ bảy là còn thứ sáu là của ai? Thứ sáu em có chuyện khác không phải đi rồi. Đã tổng yêu bao nhiêu người? Hai người. Trời ơi, gặp em hoảng quá, em đã yêu hai người rồi. Anh nữa là người thứ ba. Em không muốn học người thứ ba. Ôi giời. Em muốn lấy được cái mối tình đầu của em. Dạ. Tiếc thế nhở? Anh thấy muộn thế. Không sao. Về sau là tất cả mọi thứ thường nhất lần đầu của em toàn là của anh hết là ok. Đúng rồi. Phải cầm tay em. Sao em lại để anh ngã được? Sợ rồi. Giờ anh muốn cắt như nào đây? Cắt bình thường thôi. Cắt hình trái tim nha. Được không? Dạ. Móng tay anh cứng quá làm tay em run rồi nè. Có mà run nghe tí nữa cắt vào thịt của em thì thôi thì anh thì phải ăn thịt của em ồ vào. Ôi anh ác thì có một ngón mà anh ăn thịt của em làm em run quá em cắt móng tay cho anh run quá. Cái trừng phạt của em rất là nặng nên phải có tâm nhãn không anh ăn hết cả người em luôn. Không từ móng chân luôn. Đồ tham lam. Chứ rồi cắt ngón tay cho anh mà em run giờ sao đây? Ngón tay gì mà cứng thế nhờ? Em cười gì? Ý chết anh là móng chân, móng chân còn cứng hơn cái móng tay. Ủa thì em cười thôi mà. Ơ kìa. Em cười gì? Hả? Em chỉ cười thôi mà. Em vào bẩn.
Phản nghiêm túc một tí anh đang nói là móng. Tí nữa em cắt cái móng chân của em sẽ cứng hơn cái móng tay. Anh chưa nói xong em đã cười nhờ con. Em không tin thì tí nữa em thở bên này. Xem cái nào cứng hơn. Thế em thích cái móng tay của anh cứng hơn hay là móng chân của anh cứng hơn? Tay anh đẹp nhỉ? Có cái còn đẹp hơn. Móng chân thì vậy? Đương nhiên sẽ không đẹp rồi. Cái gì vậy? Cái gì đẹp hơn? Móng chân. Đồ nhét. Tại vì cái dụng cụ lấy ngay tay rất là cứng. Tôi bảo là cứng cái gì vậy? Cho nên phải cẩn thận. Em thấy cái tay đúng là loài em bằng thường. Không. Sao? Không. Sao? Sợ. Tôi không tin. Không tin thì phải thử. Thôi. Thôi đây nhá. Anh là người Hồng Kông hả? Sao mà em biết ạ? Hay là anh là người Việt? Người của em. Nói vậy em thích lắm. Sao em cắt vào thịt anh à? Hay sao anh run? Em sợ lắm thật sự. Tại vì xem run dữ ta. Chết rồi. Không sao đâu. Chỉ run thôi. Yên tâm đi. Anh giữ cho. Cho anh không cho em run. Giữ vô em đi. Giữ người em đi. Rồi hết run rồi. Tôi hết run rồi. Sợ quá. Em thấy anh còn run hơn em ấy. Là mình đi một nơi. Em muốn đi đâu? Một cái đảo. Một cái đảo rất là nhỏ ở trên biển. Rất là xa. Ở nơi đó chỉ có em với anh thôi hả? Không, là hai chị em và em, ba người thôi. Không ai làm phiền mình. Xong rồi mình kiểu không có quần áo, kiểu cười trộm với người. Xong rồi anh đi bắt cá. Nuôi hai em, xong rồi hai em ở nhà đi thái hoa quả là thứ. Lỡ em không thích ăn cá thì sao? Chỉ có cá. Một là cá, hai là em. Cái khác vậy thôi, mang ăn không ăn cá. Rồi mình để rất nhiều con trên đó. Sao chị nuôi không hết? Rồi mình cả đời mà chỉ ăn cá. Hai em có thích?
thích cái cuộc sống kiểu như vậy không với anh? Em thích kiểu mặc đồ. Em cứ tưởng là hai em sẽ nghĩ là có anh thì chỗ nào cũng được, hóa ra là riêng không có quần áo thôi đã không chịu nổi. Chưa thử sao biết. Thế thì mai mình đi Côn Đảo nhá. Ok luôn. Giờ đi luôn. Thế thì không được mang quần áo đi nhá. Anh nói thật. Mình chắc chắn là mặc quần áo đi bình thường, đi đến nơi thì mình vứt cái quần áo xuống biển luôn, xong rồi mình bắt đầu sinh hoạt. Không ai luôn á, tự anh nghĩ á, không ai suy nghĩ vậy luôn á. Thế á? Thế thì tốt. Suy nghĩ là à, anh đẹp trai quá à. Phá. Tôi thì thật lòng không ạ? Thật lòng. Thật lòng mà hai người không đồng ý sống với anh ở trên đảo. Em lại không thích cuộc sống mình yên quá. Thích nhộn nhịp hả? Em thích nó phải phức tạp một xíu. Phức tạp một xíu. Bạn này cũng chơi hơ phép nhở. Thật ra em cũng giống em thôi. Tối em đi đánh bài cùng anh, tối về em với anh nhau ạ. Một tuần có 7 ngày. Anh dành cho chị 3 ngày, dành cho em 3 ngày. Xong rồi hai chị em bên nghen tỉ với nhau. Anh là thích kiểu phức tạp một tí. Ủa, alo. Đồ ác độc. Ủa, thế à? Đúng. Anh là đồ ác độc. Anh rất là thích kiểu thấy ví dụ nhé, hai bạn nữ vì anh xong rồi cãi nhau xong rồi. Cơ à, lão cung chứ có là ơi lão cung ơi. Lão cung mấy massage được một tí anh đã có hai vợ rồi, sướng quá. Lão phó châu có là ở trang của lại à? Đúng rồi. Làm giàu không? Làm giàu dạ. Cởi áo ngay. À,今天来了我们的巨批办公室，直接收获了两位老婆哦，两位老公啊，大老婆、小老婆啊，对了，我轮我娘呀，哎呀，两位小姐姐真的会来是，这里来啥啥的，俺这位还有，穿衣服，搁衣服呗，哦。Mấy cửa bảo là không biết tiếng Trung Hoa ra là quá là khổ. Biết vài từ thôi. Vài từ á? Của ai nhỉ? Không biết. Của ai nhỉ? Không biết. Của ai nhỉ? Không trả lời. Không biết trả lời lại. Đi tay đi. Thế hai em có biết tiếng Nhật không? Không. Hả? Không. Kimochi. Sao mà cười? Kimochi. Kimochi. Hai em vừa massage cho anh vừa nói kimochi xem mà. No way. Nói đi, kimochi. Không. Nói đi. Cười gì? Bạn này chắc chắn là xem rất nhiều phim Nhật đó không? Có đâu, biết cái bộ từ đó chứ mấy. Iku, iku. Chú ơi, chào chị chế, khai lại chứ cơ. 观影这个看片的这个看次数蛮多的。亚美的，亚美的，一颗一颗，一颗一颗。打咩？啊？打咩？哪有？点点。気持ち。不会哦。Cái mùi Nhật Bản rất là nồng đó. Đau không? Không, chưa.
cứu quá. Rồi. Sư thổ. Sư thổ. Ôi. Anh bể lưng không? Anh bể cho. Hả? Anh bể lưng em bể cho. Em muốn bể á? Ừ, em bể lưng cho anh. Ok, cho chị làm. Đúng đi. Đúng rồi, để cổ luôn rồi. Không có thì anh sợ lắm. Không phải vẽ. Không sao đâu. Làm cung à? Không, có một lần làm đau. Anh ngồi khoanh, anh ngồi khoanh chân lại. Lên đi, đau quá. Ủa? Đang tay lại. Thả lỏng người ra. Thả lỏng người ra. Ủa khờ. Thả lỏng người ra nha. Em bẻ cổ cho anh nha. À thôi, cái này thật sự là em sợ lắm. Nhưng mà tay nghề của em thật sự là đúng là ba nam rồi. Ba nam thật sự luôn. Hơi nhạy cảm, hơi nhạy cảm. Em phải cẩn thận. Anh nghịch quá. Hoặc là em dùng mông ngồi lên là cũng được. Ủa anh hay dĩ quá. Dùng mông thì thật. Sao anh giật hồn vậy? Em làm gì ở đâu? Đừng cười, để rửa mặt mà. Ở kìa. Thưa quý vị, chào chị rất là không lão sư. Mẹ mẹ rất là thiêu phí. Dùng mông massage cũng được. Ý dù. Hay ngày cả bà rồi. Đúng rồi, giấy này thôi. Em cứ làm trên, em muốn làm gì vậy? Tí nữa em rất là nguy hiểm. Tí nữa em không kiểm soát được thì chẳng chết anh nhá. Thì em sẽ chạy trước. Anh im lặng đi. Không có nóng lắm không anh? Anh. Thôi rồi. Sợ lắm, thì nó ngã. Ôi giời ơi. Nhẹ nhàng thôi, bạn thôi. Anh mới kêu anh thích mạnh mẽ. Mà cái này thì thôi đi bạn. Em dùng cái mông đó cả thì cứ nhìn. No. Nóng quá nhờ, chết rồi. Hay em đi miền Bắc vào chưa? Bất cứ thành phố nào. Quê em ở Hưng Yên mà. Miền Bắc, Hưng Yên. Ở Hưng Yên á? Đúng rồi. Thế sao mà em nói giống miền Nam? Em sinh ra ở miền Nam. À, nhưng mà quê hả? Ừ. Bố hả? Mẹ. Mẹ, mẹ là ở Hưng Yên. Dạ. Ở Đàng Ngoại. Đúng rồi, Đàng Ngoại. Thế về quê Đàng Ngoại bao giờ? Dạ rồi. Lần gần nhất là lúc nào? 2 năm trước. Rồi thế ông bà ngoại không nhớ à? Tại đi làm này sao về được. À. Thế bây giờ nhà em thì tình cờ ta lắm. Dạ, đúng lắm. Thế hai em thấy miền Bắc như nào? Đẹp.
Khi nào hai em đi miền Bắc thì alo anh nhá. Ok. Anh dẫn hai em đi tham quan miền Bắc. Hà Nội, thủ đô Hà Nội luôn. Yeah. Ôi giời. Xong rồi nhà anh rộng lắm. Hai em muốn ngủ ở nhà anh cũng được. Em muốn ngủ với anh thôi. Ngủ với anh thì được. Chắc chắn rồi. Anh nói là cái giường của anh rất là rộng. Nhưng mà phòng ngủ thì chỉ có mỗi phòng thôi. Ok. Miễn là ngủ cùng anh thì ngủ đâu cũng được. Đi đâu rồi? Đi đâu rồi hả? Không massage. Em ra khỏi em 30 giây thôi, anh đã không chịu nổi. Ôi trời ơi, trời ơi, trời ơi. Trời ơi, nhỏ này quá đã rồi. Quá trời quá đất rồi. Tí nữa mình thấy chỗ khác đi. Em muốn vỗ vào nghe nào cũng được. Không cần massage đâu, chỉ cần nghe cái tim anh ok rồi. Đúng rồi. Sao nó không đập vậy? Thôi chứ nổi tiếng với Hồng Kông nha. Nghe anh không? Nghe. Bởi vì em đang gần anh cho nên là mới thôi. Đập gì đâu mà kỳ quá. Chỗ này tao thôi vậy thôi. Ok lá cung xong rồi, xong rồi thời gian trôi nhanh như này cơ hả? Mình đổi sang chỗ khác tiếp tục tâm sự đi em. Thôi mình tâm sự tới đây được rồi. Ok á, mình ưng gì về mình về nhà mình nhắn tin tâm sự sau nha. Rồi, đi thôi. Đúng vậy. Wow, 那老黄在他们 GP Bubble Show 的这个体验完成了，太舒服了，兄弟们，他们两个姐妹花简直就是这里的黄金搭档。为什么这么说？一个负责精神上的享受，一个负责肉体上的享受，让老黄今天感觉到精神肉体双重享受，绝对的100分了。而且今天呢，又是他们这个国庆假期大喜的日子，必须小费安排，赶快认给哦。谢谢啊，谢谢老公。老公啊，谢谢老公啊，也感谢小老婆，感谢大老婆的这个顶级按摩。那兄弟们，如果你们来胡志明的话，刚下飞机要不要来这边？必须要来这边了。回去的时候要不要来这边搞一下？搞一下了再坐飞机是不是？那好，今天视频就到这里，我是老黄，带你看不要云南，我们下期见，拜拜。拜拜。